0-1-5-1-5. Chào mừng quý vị khán giả đã cùng đến với chương trình On Football Focus đang được phát sóng trên hệ sinh thái thể thao của VTVK. Vâng, thưa quý vị khán giả, quý vị có thể thấy là trường quay của chúng tôi đã xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn mới để cùng đồng hành với Euro 2024, một phiên bản rất đặc biệt, đó chính là On Football Focus Euro 2024. Và có mặt trong trường quay vào lúc này, xin được giới thiệu những vị khách mời quen thuộc. Xin được giới thiệu nhà báo Thành Trung, bình luận viên Đức Anh và bình luận viên Nguyễn Thắng. Hy vọng rằng là ngày hôm nay các anh sẽ